Thì đầu tiên để nói về cái kỳ diệu khi chúng ta duy trì mỗi ngày một cốc nước ép, đặc biệt là chúng ta uống được bữa sáng thì rất là tốt. Thì đây là những cái cảm nhận của Emma và cũng như là những cái bằng chứng mà đã được trải nghiệm trong cộng đồng ăn detox hay là cộng đồng ăn eat clean, cộng đồng ăn chay. Cái tác dụng tuyệt vời khi chúng ta mà uống một cốc nước ép rau củ quả như thế này thì thứ nhất là chúng ta bổ sung vitamin và khoáng chất, cái mà cơ thể của chúng ta hàng ngày đang bị bỏ đói và đang bị thiếu rất là nhiều. Thứ nhất là chế độ ăn uống dinh dưỡng của chúng ta chưa được cân bằng. Cái thứ hai là cái nguồn thực phẩm rau củ của chúng ta bây giờ nó cũng không đủ vitamin và khoáng chất như ngày xưa nữa, đúng không ạ? Do đó khi mà chúng ta uống được cái rau củ quả nguyên chất như thế này và chúng ta đặc biệt là được còn tươi mới như thế này thì dù gì cơ thể của chúng ta cũng hấp thụ được khá là tương đối lượng vitamin và khoáng chất so với những cái loại thực phẩm đã nấu chín nhá. Đấy. Cái thứ hai mà cái tác dụng tuyệt vời trong cái vấn đề uống nước ép rau củ quả đó là chúng ta, cơ thể của chúng ta không mất nhiều năng lượng để tiêu hao cái thực phẩm chúng ta dung nạp vào. Ví dụ như chúng ta ăn một bát cơm, một bát bún, một bát miến hay là một bánh cái bánh mì, cơ thể của chúng ta sẽ mất đi một lượng năng lượng nhất định để tiêu hao những cái sản phẩm chúng ta ăn vào đấy. Nhưng mà những cái sản phẩm mà là khó tiêu, ví dụ như là đạm động vật, các loại tinh bột, các loại đồ chiên rán, các loại bánh kẹo ngọt nhiều đường, thì cơ thể của chúng ta đòi hỏi cần một lượng thời gian nhiều hơn để tiêu hao đồ ăn đó vào, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta ăn thịt đỏ đi, thịt đỏ tùy từng loại thịt đỏ nó tính khoảng hơn 10 tiếng hoặc 4 đến 5 tiếng thì chúng ta tiêu hao được một miếng thịt chúng ta ăn vào. Thế nhưng khi chúng ta uống một cốc nước ép rau củ như thế này, cơ thể của chúng ta không mất đi quá nhiều năng lượng, chỉ mất khoảng 30 phút, 25, 30 phút là chúng ta có thể hấp thụ cái đồ ăn mà chúng ta nạp vào cơ thể của mình. Đấy là cái lý do tại sao mà rất nhiều anh chị em mọi người cứ bảo là em ơi, chị uống cái này mỗi rau củ quả không mà chị thấy người chị rất nhiều năng lượng, chẳng thấy mệt gì cả mà cũng chẳng thấy đói gì cả. Đấy là những cái cảm nhận mà anh chị em mọi người đã gửi về cho Emma bằng rằng tại sao mà chị nó kỳ diệu vậy. Đấy, cho nên là những anh chị, những người mà muốn trải nghiệm cái phương pháp này, mọi người hãy nhớ, hãy cố gắng tham gia nhóm detox tái tạo năng lượng và hãy cố trải nghiệm ít nhất là cái 17 ngày detox tái tạo năng lượng bằng một cái chế độ uống nước ép này, uống sinh tố và ăn salad để thải độc, chúng ta thấy cái điều kỳ diệu trong cơ thể của chúng ta nhá. Cái thứ ba nữa mà chúng ta cần bổ sung khi nước ép rau củ quả này là gì? Đó là cái enzyme. Cái enzyme là một trong những loại protein mà cơ thể của chúng ta cần đấy. Và nếu như mà cơ thể của chúng ta không có cái loại protein này thì cơ thể của chúng ta cũng khó mà tồn tại được, đúng không ạ? Và cái nguồn enzyme phong phú nhất mà cơ thể của chúng ta dễ hấp thụ được nhất đó chính là từ các loại rau củ quả thực vật tươi sống. Cho nên anh chị em mình nhớ, muốn cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh, dồi dào thì chúng ta hãy cố gắng bổ sung một chút rau củ quả tươi sống. Có thể là uống nước ép, có thể là ăn hoa quả trực tiếp, có thể là uống sinh tố, có thể là ăn salad, đều rất tốt cho mình. Đấy, cái enzyme đó cực kỳ tốt cho chúng ta và hãy cố gắng bổ sung nó mỗi ngày. Và một cái điều nữa, bởi vì cái tác dụng kỳ diệu trong cái việc là uống nước ép rau củ quả thì nó có trong rất nhiều những cái quyển sách có tính chất là trị liệu. Đặc biệt là có một quyển sách rất nổi tiếng của bác sĩ Gerson chữa bệnh ung thư mà Emma cũng đã giới thiệu vô cùng rất là nhiều lần rồi. Thì ông đã đưa cái liệu trình uống nước ép rau củ quả và chế độ ăn chay của mình để chữa cho hàng nghìn căn bệnh ung thư nổi tiếng trên thế giới. Có những căn bệnh ung thư mà bệnh viện trở về, ông dựa vào cái phương pháp uống nước ép rau củ quả này đã chữa bệnh cho người ta rất thành công. Thì anh chị em mình có thể tham khảo. Hay là một cái quyển sách cũng rất là nổi tiếng, cũng là liên quan đến bệnh ung thư của bác sĩ Bruce, thì cũng là dùng cái một cái công thức nước ép rất là đặc biệt, rất rất là đặc biệt, và cái chế độ ăn cũng thiên về thực vật đã chữa bệnh ung thư và tất cả các vấn đề bệnh lý khác cực kỳ nhiều. Anh chị em mình có thể tham khảo những cái quyển sách này. Chính vì thế, hay là một cái quyển sách rất nổi tiếng, chắc là ai cũng biết, là quyển sách liên quan đến nước ép cần tây của tác giả William Anthony. Thì ông cũng đưa cái phương pháp là uống nước ép cần tây trong cái vấn đề cải thiện chữa lành các vấn đề chịu bệnh lý của mình cũng rất thành công. Điều đó đã chứng tỏ rằng cái tác dụng kỳ diệu khi chúng ta bổ sung mỗi ngày một ly nước ép rau củ quả. Có thể là rau củ, mình hãy tận dụng những loại rau củ quả nhà mình có, loại nào mình dùng loại đó nhé. Thì đấy là cái điều mà chúng ta cần cân nhắc, chúng ta bổ sung cho mỗi ngày cuộc sống của chúng ta.
Chính vì những cái lý do đó mà Emma đã xuất bản một quyển sách là Nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành. Trong đó có 40 bệnh lý khác nhau: bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh máu nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, bệnh xương khớp, bệnh gút, bệnh da liễu, bệnh béo phì, bệnh huyết áp thấp, bệnh tiền đình, bệnh đau lưng, vai, cổ, gáy. 40 bệnh lý, và đã sử dụng các công thức nước ép trị liệu kèm theo một cái chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành này để chứng minh rằng cái điều kỳ diệu nếu như mỗi ngày chúng ta bổ sung thêm một chút nước ép rau củ quả để chúng ta nâng cao chất lượng cuộc sống. Và trong cái quyển sách này Emma xuất bản, anh chị em mình có thể đọc những cái câu chuyện chữa lành của hàng nghìn người đã thành công trong câu chuyện này để chúng ta biết rằng chúng ta có một cái niềm tin và chúng ta sẽ duy trì cái việc là bổ sung mỗi ngày chỉ cần một nước ép rau củ quả, chỉ khoảng 300ml thôi cũng được, 500ml thôi cũng được, 700ml đến 1 lít thì càng tuyệt vời. Đấy, thì đấy là cái lý do mà tại sao mà gia đình Emma rất hay chịu khó là ép nước ép rau củ quả này, và đưa cái giải pháp nước ép rau củ quả này giúp cho mọi người để cải thiện chữa lành các vấn đề sức khỏe của mình. Thì Emma hy vọng rằng ngoài cái công dụng của việc là chúng ta bổ sung vitamin khoáng chất để chúng ta cải thiện chữa lành, đúng không ạ? Nó còn giúp cho chúng ta phục hồi năng lượng, nó còn giúp cho chúng ta, những người bị bệnh ví dụ như là tuyến giáp, đau đầu, mất ngủ, xương khớp, ung thư, tim mạch, tiểu đường, gan, các vấn đề bệnh lý, nếu như chúng ta kết hợp các công thức nước ép trị liệu một cách khoa học kèm theo một cái chế độ ăn uống hợp lý nữa thì cái điều kỳ diệu trong cơ thể của chúng ta hoàn toàn có thể xảy ra, đó là cơ thể của mình có khả năng chữa lành. Thì đấy là lý do mà Emma khuyến khích anh chị em mình, mọi người hãy chịu khó duy trì mỗi ngày một ly nước ép rau củ quả. Còn cái quyển sách nước ép trị liệu này thì những ai mà chưa có thì Emma sẽ để bên link bên dưới cho anh chị em mình có thể tham khảo thêm và áp dụng cho đời sống của mình. Còn những anh chị em mình mà những người muốn cải thiện và muốn thấy được cái điều kỳ diệu của nó và muốn theo một cái lộ trình ăn uống dinh dưỡng chi tiết, ví dụ như là 10 ngày detox tái tạo năng lượng chữa lành hay là 17 ngày, thì Emma cũng sẽ để link bên dưới để anh chị em mình có thể đăng ký tham gia các lộ trình đó để chúng ta cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả mọi người, Emma sẽ đi uống cái ly này cho cái bữa ăn sáng của mình đấy cả nhà. Rất đơn giản thôi, bởi vì mình uống quen rồi ấy. Nhớ chịu khó uống nhé. Ngon lắm. Giờ bye bye cả nhà.